Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Từ 6 giờ đến 19 giờ, 8.597 ca mắc COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh có 4.052 người nhiễm trong ngày 1 tháng 8. Vì sao số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội tăng những ngày qua? 12 dấu hiệu cảnh báo cơ thể nhiễm SARS-CoV-2. Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội thêm 14 ngày. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, trong bản tin tối, Bộ Y tế cho hay, tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 ngày 1 tháng 8, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.246 ca mắc mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 4.225 ca ghi nhận trong nước. Họ được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh 2.025, Bình Dương 764, Khánh Hòa 298, Long An 251, Đồng Nai 163, Bà Rịa Vũng Tàu 138, Tây Ninh 102, Cần Thơ 100, Đồng Tháp 70, Sóc Trăng 53, Bến Tre 50, Bình Thuận 32, Phú Yên 27, Bình Phước 20, Bình Định 16, Đắk Lắk 15, Thừa Thiên Huế 14, Hà Nội 14, Quảng Nam 11, Trà Vinh 9, Gia Lai 6, Kon Tum 6, Quảng Ngãi 5, Hải Dương 5, Lâm Đồng 4, Hà Giang 4, Quảng Bình 4, Hậu Giang 4, Ninh Thuận 3, Hà Tĩnh 3, Nghệ An 3, Đắk Nông 2, Thanh Hóa 2, Thái Nguyên 1, Bạc Liêu 1. Trong đó 1.123 ca trong cộng đồng. Như vậy, trong ngày 1 tháng 8, Việt Nam có 8.597 ca mắc mới, gồm 2.007 trường hợp tại cộng đồng. Đồ thị số ca mắc tại thành phố Hồ Chí Minh đang đi ngang. Trong 5 ngày gần đây, thành phố duy trì ở mức khoảng 4.000 bệnh nhân mới. Trong khi đó, đồ thị số F0 mới tại các tỉnh, thành phố xung quanh thành phố Hồ Chí Minh có chiều hướng tăng. Đặc biệt là các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Khánh Hòa. Các tỉnh có thêm ca mắc COVID-19 trong mùng 1 tháng 8 gồm thành phố Hồ Chí Minh 4.052, Bình Dương 2.179, Long An 569, Đồng Nai 425, Khánh Hòa 298, Bà Rịa Vũng Tàu 184, Tây Ninh 102, Cần Thơ 100, Đồng Tháp 86, Bến Tre 82, Hà Nội 81, Sóc Trăng 53, Vĩnh Long 50, Phú Yên 49, Hậu Giang 41, Bình Thuận 32, Trà Vinh 31, Kiên Giang 24, An Giang 21, Bình Phước 20, Bình Định 16, Đắk Lắk 15, Thừa Thiên Huế 14, Quảng Nam 11, Thanh Hóa 8, Hải Dương 7, Kon Tum 7, Gia Lai 6, Quảng Ngãi 5, Lâm Đồng 4, Hà Giang 4, Quảng Bình 4, Quảng Trị 3, Ninh Thuận 3, Hà Tĩnh 3, Nghệ An 3, Đắk Nông 2, Hưng Yên 1, Thái Nguyên 1, Bạc Liêu 1. Hiện Việt Nam có 154.306 ca mắc, trong đó 2.262 trường hợp nhập cảnh và 152.044 bệnh nhân trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước từ 27 tháng 4 đến nay là 150.474, trong đó 40.383 bệnh nhân đã được công bố khỏi COVID-19. Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 143.141 xét nghiệm cho 179.127 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay là 6.213.144 mẫu cho 17.535.773 người. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 6.203.866, trong đó tiêm một mũi là 5.583.255, tiêm mũi 2 là 620.611 liều. Từ mùng 1 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh và 18 tỉnh thành phố phía Nam sẽ tiếp tục thực hiện triệt để chỉ thị 16 thêm 14 ngày. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân chỉ được ra ngoài trong trường hợp cấp cứu, mua thực phẩm và thuốc. Việc thi hành các biện pháp chống dịch của thành phố về cơ bản vẫn căn cứ vào chỉ thị 12 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và công văn 2468 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Phan Văn Mãi khẳng định thành phố không có thay đổi gì về chiến lược phòng chống dịch và tập trung hơn vào công tác điều trị cứu người. Lãnh đạo thành phố cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn người dân đồng lòng, nghiêm túc thực hiện và tự giám sát trong cộng đồng, phản ánh các trường hợp chưa tuân thủ quy định. Ý thức của người dân là phòng tuyến đầu tiên và quan trọng nhất, không thể thay thế, ông Mãi nhấn mạnh.
vì sao số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội tăng những ngày qua. Đến trưa mùng 1 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 57 ca nhiễm nCoV tính từ 6 giờ cùng ngày, nâng tổng số F0 ở thủ đô lên 1.231 trường hợp trong đợt dịch thứ tư. Diễn biến dịch có dấu hiệu phức tạp thêm khi ngày 30 và 31 tháng 7 ghi nhận số ca mắc cao là 119 và 74 ca. Trao đổi với Dinh, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho rằng lượng người mắc mới có thể chia thành hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là ca mắc tại ổ dịch hiện hữu Đông Anh, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai. Đây là F1 của trường hợp dương tính trước đó hoặc được phát hiện thông qua sàng lọc tại khu vực có nguy cơ cao, quanh nơi có ca bệnh. Nhóm thứ hai là trường hợp dương tính được xác định qua sàng lọc cộng đồng, sàng lọc theo yếu tố dịch tễ, ho, sốt, mất vị giác. Lý giải về số lượng ca mắc những ngày qua tăng, ông Tuấn cho rằng số ổ dịch tại Hà Nội còn tương đối nhiều và thường phải mất 21 đến 28 ngày mới có thể ổn định. Ngoài ra, F0 trong cộng đồng chưa được phát hiện còn khá nhiều, cần có thời gian để bóc tách hết. Lãnh đạo CDC Hà Nội nhìn nhận sau 7 đến 10 ngày thực hiện giãn cách xã hội, thành phố mới có thể tìm được gần hết F0 tản mát ở cộng đồng. Vì vậy, nhiều khả năng những ngày tới số ca ghi nhận tiếp tục tăng nhanh. Phát hiện thêm F0 là chúng ta đang đi đúng hướng, rà soát có trọng tâm, hiệu quả cao. Phát hiện càng sớm khả năng dập dịch càng cao, ông Tuấn nói. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng diễn biến dịch ở Hà Nội vẫn khá phức tạp trong những ngày qua và sắp tới. Số ca mắc trong cộng đồng tương đối nhiều với các chùm ca bệnh phức tạp. Ông Phu cho rằng điều đáng lo ngại nhất ở thời điểm này là đặc tính của chủng Delta có nhiều khả năng lây nhiễm rất mạnh, khiến cho đợt dịch này phức tạp hơn các đợt trước rất nhiều. Bên cạnh đó, số ca mắc trong cộng đồng đông chứng tỏ còn khá nhiều F0 chưa được phát hiện. Điểm tích cực của Hà Nội là thực hiện rất tốt việc xét nghiệm sàng lọc, có vai trò rất quan trọng trong lúc này. Thông qua xét nghiệm người ho, sốt, ta khoanh vùng được rất nhiều ổ dịch chưa rõ nguồn lây. Nếu không được phát hiện sớm thì nguy cơ từ những F0 này đối với Hà Nội còn rất lớn, ông Phu nói. Còn Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho rằng mục tiêu quan trọng nhất của thành phố trong những ngày giãn cách còn lại là rà soát, bóc tách hết F0 lẩn khuất, từng bước ổn định và làm sạch ổ dịch còn lại trong cộng đồng. Đến nay có thể đánh giá tình hình dịch vẫn trong tầm kiểm soát, chúng tôi sẽ thu thập, phân tích thêm số liệu và có báo cáo lên Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố để triển khai biện pháp tiếp theo, ông Tuấn nói. Trao đổi với báo chí ngày 31 tháng 7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Trước mắt, thời gian giãn cách là 15 ngày. Tuy mức độ kiểm soát dịch, thành phố sẽ quyết định có gia hạn hay không, ông Dũng nói. Bí thư Hà Nội cho rằng đây là giải pháp mạnh phù hợp với tình hình thực tế được nhân dân đồng tình ủng hộ. Bí thư Thành ủy đề nghị đơn vị toàn thành phố tập trung cao nhất, công sức, thời gian ưu tiên mọi nguồn lực cho phòng chống dịch, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc giãn cách xã hội ở mọi lúc mọi nơi. Trước việc số ca mắc COVID-19 tăng nhanh tại Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang gấp rút thi công bệnh viện dã chiến tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai để điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện có quy mô 500-700 giường bệnh và có thể mở rộng nếu cần thiết. Đây là một trong 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia được Bộ Y tế phê duyệt nhằm đáp ứng công tác thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch. Hai dấu hiệu cảnh báo cơ thể nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài sốt, ho, bệnh nhân COVID-19 có thể có biểu hiện đau đầu, đau họng, rát họng, sổ mũi, một số có thể mất khứu giác, tiêu chảy. Theo thống kê của tiểu ban điều trị, Bộ Y tế trong các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, khoảng 57% chưa có triệu chứng lâm sàng, gần 30% có triệu chứng lâm sàng nhẹ, khoảng 5% biểu hiện lâm sàng ở mức trung bình, còn lại là các trường hợp nặng nguy kịch. Các dấu hiệu biểu hiện nhiễm SARS-CoV-2 gồm: ho, sốt trên 37,5 độ C, đau đầu, đau họng, rát họng, sổ mũi, chảy mũi, ngạt mũi, khó thở, đau ngực, tức ngực, đau mỏi người, đau cơ, mất vị giác, mất khứu giác, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, thời gian ủ bệnh là 2-14 ngày, trung bình 5-7 ngày. Mới đầu người bệnh có thể thấy sốt, ho khan, mệt mỏi, đau họng. Một số trường hợp có biểu hiện rối loạn khứu giác hoặc tê lưỡi. Trong giai đoạn toàn phát và diễn biến, hầu hết các bệnh nhân chỉ bị sốt nhẹ, ho mệt mỏi và không bị viêm phổi, tự hồi phục sau một tuần. Một số trường hợp có viêm kết mạc, dấu hiệu viêm đỏ đầu ngón chân. Một số trường hợp có thể viêm phổi nặng, diễn tiến tới suy hô hấp cấp nặng, sốc nhiễm trùng, rối loạn thăng bằng kiểm toan, rối loạn đông máu, trầm cảm, rối loạn tâm lý, suy chức năng các cơ quan dẫn tới tử vong.
tử vong xảy ra nhiều hơn ở người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc bệnh mạn tính kèm theo, giáo sư Kính cho biết. Sau giai đoạn toàn phát 7 đến 10 ngày, nếu không có hội chứng hô hấp cấp tiến triển ARDS, bệnh nhân sẽ hết sốt, các dấu hiệu lâm sàng dần trở lại bình thường và khỏi bệnh. Ở trẻ em, đa số trẻ mắc COVID-19 có biểu hiện lâm sàng nhẹ hơn người lớn hoặc không có triệu chứng. Các dấu hiệu thường gặp ở trẻ em là sốt và ho, hoặc biểu hiện viêm phổi nặng dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, một số trẻ mắc COVID-19 có tổn thương viêm đa cơ quan giống bệnh Kawasaki, sốt ban đỏ hoặc sung huyết giác mạc, hoặc phù nề niêm mạc miệng, bàn tay, chân, suy tuần hoàn, biểu hiện tổn thương chức năng tim và tăng men tim, rối loạn tiêu hóa, rối loạn đông máu và tăng các chỉ số viêm cấp. Các biện pháp theo dõi và điều trị chung: nghỉ ngơi tại giường phòng bệnh cần được đảm bảo thông thoáng, mở cửa sổ, không sử dụng điều hòa. Có thể sử dụng hệ thống lọc không khí hoặc các biện pháp khử trùng phòng bệnh khác như đèn cực tím nếu có. Vệ sinh mũi họng, có thể giữ ẩm mũi bằng nhỏ dung dịch nước muối sinh lý, súc miệng họng bằng dung dịch vệ sinh miệng họng thông thường. Giữ ấm, uống đủ nước, đảm bảo cân bằng dịch điện giải. Hãy đảm bảo dinh dưỡng và nâng cao thể trạng, bổ sung vitamin nếu cần thiết. Hạ sốt, nếu sốt cao, có thể dùng paracetamol liều 10 đến 15mg trên kg trên lần, không quá 60mg trên kg trên ngày cho trẻ em và không quá 2g trên ngày với người lớn. Giảm ho bằng thuốc giảm ho thông thường nếu cần thiết. Theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu lâm sàng, tiến triển của tổn thương phổi trên phim X-quang và CT phổi, đặc biệt trong khoảng ngày thứ 7 đến 10 của bệnh, phát hiện dấu hiệu tiến triển nặng của bệnh như suy hô hấp, suy tuần hoàn để có biện pháp can thiệp kịp thời. Một số dấu hiệu cảnh báo tình trạng cấp cứu gồm rối loạn ý thức, khó thở, thở nhanh trên 25 lần trên phút hoặc SpO2 dưới 94%, nhịp tim nhanh trên 120 nhịp trên phút, huyết áp tụt, huyết áp tối đa dưới 90, huyết áp tối thiểu dưới 60. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng thêm 14 ngày, từ 0 giờ ngày 2 tháng 8. Quyết định kéo dài thêm thời gian giãn cách được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ký ngày 1 tháng 8, sau khi thành phố đã trải qua 24 ngày giãn cách theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19 lây lan. Hiện thành phố đã ghi nhận hơn 92.200 ca nhiễm sau 2 tháng đợt dịch thứ tư bùng phát. Động thái này được chính quyền thành phố đưa ra căn cứ theo công điện 1063 của Thủ tướng ban hành ngày hôm qua về phòng chống COVID-19 và chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường một số biện pháp siết chặt việc giãn cách theo chỉ thị 16. Các quận, huyện, sở ngành được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm, mạnh mẽ, hiệu quả hơn các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại công văn 2468 về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16 của Thủ tướng và các công văn khác từ ngày 9 tháng 7, thời điểm thành phố bắt đầu giãn cách theo chỉ thị 16 đến nay. Như vậy, thành phố tiếp tục giới hạn giờ ra đường sau 18 giờ đến 6 giờ hôm sau. Trường hợp ra đường không rõ lý do chính đáng sẽ bị xử phạt. Tại các khu vực bị phong tỏa phải thực hiện triệt để người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình. Tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp các hộ gia đình xung quanh. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế. Chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà hoặc hình thức đi chợ thay. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.